Mẹ và bé Hanato xin hướng dẫn cách lắp ráp đuôi cũi cho bé Darlang S459-7-1. Đầu tiên thì khi nhận hàng về thì các bác nhớ kiểm tra các linh kiện đầy đủ, xem linh kiện không bị vấn đề đứt gãy. Nếu mà gặp phải đứt gãy thì liên hệ ngay với hãng để được đổi mới. Sản phẩm thì được bảo hành trong vòng 3 năm, các bác cứ yên tâm việc sử dụng. Sau khi kiểm tra xong các cái linh kiện thì các bác nhớ cố gắng là phân loại các loại ốc như trong video để việc lắp ráp được thuận tiện hơn. Đầu tiên thì các bác tiến hành lắp ráp khung trái. Cái khung trái này các bác nhớ là có hai ốc giữ thanh khung màn thì phải quay nó ra bên ngoài. Sau đó thì dùng cái ốc dài ghép khung trái với đầu đôi cũi. Đấy, sau đó dùng tua vít siết thật chặt. Tiếp theo thì các bác ráp phần đuôi đôi cũi với khung trái. Cũng dùng cái ốc dài để ra ráp. Phần tiếp theo thì các bác ráp đến cái khung phải. Khung phải này có cái cánh cửa có thể mở ra mở vào các bác. Đấy, ta cài cái phần khung phải vào trên như hình, sau đó dùng cái ốc dài siết. Theo thì ráp đến 4 bánh xe, ta dùng cái ốc ngắn ráp bánh xe. Các bác cũng lưu ý là cái ốc ngắn này thì lúc đầu bạn sẽ hơi chặt một chút vì đầu ốc nó sẽ có cái gioăng bằng cao su. Việc ráp thêm gioăng này thì để đảm bảo rằng khi mình gạt bánh xe lên bánh xuống thì cái ốc nó không bị văng ra ngoài. Các bác đã xem video hướng dẫn để ta tiến hành thao tác. Sau khi ráp xong 4 bánh thì các bác tiến hành ráp đến cái phần sàn để đồ. Ốc ngắn có đầu bằng nhựa như trong hình để ta lắp cái hàng ốc giữ sàn bé nằm. Và lưu ý là cái hàng ốc này thì sẽ có 6 cái ốc, 6 ốc giữ sàn bé nằm. Đấy, ta xếp lần lượt các ốc thẳng một hàng. Thì mẫu cũi này có 3 tầng thì khi nào các bé lớn thì các bác có thể là hạ sàn. Bác lắp sàn bé nằm vào. Thì lưu ý các bác là ở sàn bé nằm thì sẽ có một cái ốc nó dự án vào sàn bé nằm đấy. Các bác quay ốc đấy ra hình như trong hình. Tiếp theo thì các bác dùng cái ốc ngắn, ta vít trực tiếp cái ốc ngắn này vào cái sàn bé nằm. Mục đích vít này để giữ cho sàn nó không bị bập bênh. Khi các bé nô nghịch bập bênh nó sẽ bị lung lay, người ta dùng ốc ta siết chặt. Tiếp theo thì ta mắc đến khung màn, thì các bác dùng hai cái ốc như hình để siết để lắp cái khung màn vào. Tiếp theo thì lắp đến cái giá để đỡ màn. Đến thì ta treo màn vào. Đó, treo như hình các bạn. Sau cùng thì các bác gắn bàn thay tã
dùng cái gờ góc mình cài vào bốn góc trong hình để gắn cái bàn thay tã. Mình lưu ý rằng bàn thay tã này mình chỉ dùng khi nào mình bé còn nhỏ nhỏ, một khi bé lớn thì cũng không cần dùng nhiều bàn thay tã. Như vậy là hãng đã giới thiệu xong cách lắp ráp đôi cũ cho bé Đa Lang. Cần thêm sự hỗ trợ thì các bác liên hệ ngay với số hotline của hãng để được hỗ trợ một cách nhanh nhất và tốt nhất. Cảm ơn các bác đã theo dõi video.